Hòn Bà thẳng tiến. Qua đi núi, bữa nay đi hòn quá. Ê, ngày mai đi đâu ra? Ngày mai đi Vũng hả? Câu cá. Hồi xưa chú đi chú cũng hay dắt cần theo. Mà lâu lắm rồi, bỏ cái niềm vui đó rồi. À, hồi đó là chú đi là hai cần máy, hai cần tay. Cần tay là dài 7 mét một cây. À, cần tay thì mình quăng cái ự á, mình để đó thì nó đi gần. Còn cần máy là quăng một phát là ra được 30-40 mét. Ấy dạ, xuống thôi. Tới biển rồi nè. Ở chút lột đồ phi xuống tắm. Hả? Không có đem hả? Trời ơi, mặc cái quần đùi xuống tắm thôi. Á đài ơi. Không được rồi, giờ là không được rồi. Vậy là mặc ba kia à? Con bực khô. Kệ nó chứ, mình đâu có sợ ai đâu, xuống biển ai cũng như ai mà. Ai nói gì? Không, nó mà chơi thì về luôn rồi, tại vì trời cũng nắng mà. Ừ. Đi chơi luôn. Ừ. Đây xuống cái góc đó là mà mình tắm được rồi. Mình tắm mình nghịch một chút là lên nằm nạch trong đồm đi về chứ gì đâu, ai nói gì. Còn người ta chạy xe xuống đây được luôn nè. Đúng rồi, mấy ông đi câu là chạy xe xuống đây nè, đi đường nào xuống đó. Chắc đi dòng tuốt ở trên kia xuống đây á. Không, đi dọc từ tuốt ở trên kia kìa. Trên cái bãi nào đầu trên kìa. Ống thục giống như hôm qua. Khoét để biết cái lỗ rồi cầm cái cây thục đè mày thấy không? Bắt tôm tích á. Bắt tôm tích hả chú? Sáng được giờ được nhiều chưa? À. Ủa? Ừ. Hử? Đó, hai con luôn. Hay quá ta. Mà thục mấy cái đỏ mặt đó, tí tay luôn. Dạ. Nói với chú ra Vũng Tàu này cũng khá là nhiều lần mà chưa đi ra đây bao giờ. Ở ngay khách sạn Thị Dương đó. Mình cứ ngó lên đây thôi chứ chưa đi ra đây luôn. À. Con gì? À. Mấy con này nó giống con ghẹ nè. Đẹp. Ừ. Bị mắc cạn. Đâu có đâu, nó ở vậy chứ. Mấy thằng này là cua. Để như có cá sao nè. Để có cá kìa. Ờ cá bóng, cá bóng. Này cá bóng cát. Ừ. Mày đá đã thiệt chứ.
Ủa đã chưa? Này nhỏ nhỏ chứ lớn là bắt đầu thấy mà nước nó chạm xuống á là nó tranh thủ nó bơi ra rồi. Đây, đi bên này nè. Coi chừng nó trơn. Ôi dạ. Đó, mẹ nó. Đó. Tưởng con gì quá không? Hả? Có chứ. Quan trọng là cái lúc mình đi có gặp nó không thôi. Tù đá này mà đi chân không là nguy hiểm lắm mà. Nó cắt ngọt như dao luôn. Mấy con hà. Ừ. Ừ, nó cùng kiểu thằng nào cũng bám đá mà. Mà mấy con này nó bám vô là dính cứ ngắt vậy luôn á. Mấy cọc hay gì kia tự bám vô. Ra gió biển nghe nó nhẹ người liền ha. Gặp gần mọi người đi nhiều có vẻ đá ở đây nó cũng đều đều hơn ha. Hải sản tươi sống à? Ai biết con gì? Ai biết? Ăn được không? Không biết nữa. Trời ơi. Quan trọng là mình bắt trước đã phải không? À bắt trước đã. Nhưng mà có bia có rượu là biết con gì nữa. À. Hải sản.
gọi chung là hải sản. Cấm em. Dạ. Cấm cua đá. Nhìn đẹp ghê. Ừ thọt cái nó đụng á, nó kẹp á, cái gỉ ra. Rồi ra chỗ đây nó phẳng ha. Cho dân không đứt giò hết. Còn mấy cái giỏ này nó bán như dao lam. Hồi hôm qua lội, bữa nay à, nghĩa là đi xuống biển nhưng mà vẫn trèo núi. Còn hôm qua là mình trèo chính thức là núi không luôn, không có gì. Mình hôm qua là trèo suối lên núi không, bữa nay là lội biển lên núi. Dạ. Này còn sức dữ mà chạy luôn đi. Hả? Đục mấy con hà, con hả? Nghe nói đục mấy con đó cực nhưng mà có giá lắm. Nhưng mà đục mà được 1 kg ha, là đục nó mỏng tiêu cái tay luôn. Trên này cao quá ha. Ooh.